nhận biết chim đặt lửa như thế nào anh? Dạ có nhiều cách để nhận biết anh ạ, có nhiều cách để nhận biết. Thứ nhất là nhìn qua trạng thái của con chim đấy, tức là những con chim mà nó có biểu hiện mà nó biểu hiện ở bên ngoài ấy, tức là nó sục sạo. Thứ hai là khi các bác tắm lên á, đặc biệt là khi các bác tắm lên á, là con chim nó khi nó thoải mái ấy, là nó hay sục sạo rồi nó chét ché tủ thứ đấy. Chứ còn những con chim mà dạng như là cao nhân bất độ tướng thì có nhiều con chim mà ở nhà nó không có thể hiện. Thì những con chim đấy thì các bác phải nhìn qua cái thái độ, nhìn qua cái bộ lông và cái hình dáng của con chim. Tức là khi đó thì bộ lông nó sẽ ôm sát người. Thứ hai là bộ lông mặt của nó cũng ôm sát. Và tiếp theo là cánh thông thường sẽ xuống. Và phân thì có phần gom hơn. Nhưng mà phân thì các bác nhìn nó cũng không có chắc chắn. Nhưng mà đại đa số là nhìn qua dáng bộ và bộ lông cũng như là cái cổ họng của nó. Thông thường thì các bác để ý qua những cái cổ họng, tức là nó sẽ có màu vàng. Nhưng mà màu vàng nếu mà nó vàng nghệ ấy, cũng là vàng nhưng mà nó chưa có trong hẳn ấy, thì nó vẫn là chưa đạt căng lửa. Nhưng mà nếu mà nó đã đổ qua nồng màu vàng chanh ấy, là con chim nó đã đạt tới đỉnh điểm lửa. Vâng nhá. Chim em chơi sục mít cứ 1 giờ quay ra gãi rỉa anh ạ. Cách nào chị không anh? Đây là một câu hỏi mà rất ít người biết. Chào bác Bảo Khang. Đây là một cái biểu hiện mà thông thường là các bác hay dám phải đinh. Cái câu hỏi này nó rất là có giá trị đối với một số anh em là chơi chim nó chưa có đủ cái chiều sâu, chưa có đủ chiều sâu để mà tuyển chim cũng như là mua những con chim mà qua những cái trang mạng và đặc biệt là mua qua lời giới thiệu. Thì những con chim mà chơi sục miết mà cứ 1 giờ là quay qua gãi rỉa thì nó có rất nhiều hình thức. Đấy, thứ nhất là các bác chưa biết cách để mà lựa chọn những con chim đánh đường dài, nôm na đánh đường dài và cao cấp hơn là đánh ra cái đấu trường đỉnh cao. Đấy, em chưa nói tới vấn đề mà giải tuần, giải tháng. Đấy, thì các bác vẫn hiểu thế này này. Những con chim mà chơi sục sạo, đánh mạnh, đánh nhiệt thì thông thường thì nó sẽ tốn rất nhiều lực. Đó là thông thường. Mà trong khi mà nết con chim mà nó đánh rất sục sạo, đánh rất nhiệt mà cơ địa con chim không tốt, bộ cốt con chim không lực. Đó. Thì các bác em đảm bảo các bác toàn có đưa tiền đi đâu mà ném qua cửa sổ. Các bác nhá. Toàn đem tiền đi ném qua cửa sổ. Đấy, cho nên là các bác mua chim mà cứ mua qua clip với mua qua hình ảnh thì đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều anh em dính phải. Tức là đăng một clip lên khoảng từ 1 phút, 2 phút, chim lật như điện, chạy như máy, đúng không ạ? Sau đó các bác đánh giá ở con chim này chạy tốt quá, mua về chơi, đúng không? Nhưng chính điều này là cái sai lầm lớn nhất của cuộc chơi. Sai lầm lớn nhất tức là các bác chỉ đánh giá qua cái thực tại. Nhưng mà về chiều sâu thì các bác không có. Vậy thì các bác muốn lên đỉnh vinh quang, muốn sánh vai với là những anh em và muốn được chen chân vào những cái giải lớn thì các bác phải tìm kiếm những con chim, tìm kiếm những chiến binh. Tức là làm sao? Có phải có nét đánh điểm đạm. Nét đánh điểm đạm. Thứ hai nữa là phải có một cái hình dáng, khuôn mặt đánh lừa được những người trọng tài, mà đặc biệt là những người điều hành như em. Đấy, đánh lừa được. Tức là thế nào? Tức là con chim mình đừng đánh nhanh quá, nhưng cũng không nên đánh chậm quá. Đây là những cái tiêu chí để mà mình lựa chọn những con chim đánh giải lớn. Đấy, đường dài. Tại vì nó đánh càng nhanh càng nhiệt thì lực càng hao mòn nhiều. Đó là về nguyên tắc. Đấy, cho nên những con chim mà chơi sục sạo cứ quay cái rỉa thì đây là tính nết, nó đánh nhanh, đánh mạnh thì tất nhiên bộ lông nó sẽ bị xảy ra những cái sọc sạch. Và trong quá trình đấu thì nó sẽ có nhiều cái lông nó sục sạch thì nó sẽ bị trống. Đấy, đâm ra nó quay ra có nhiều con thì nó chỉnh lông, tức là nó gấp đâu nó bỏ lại. Đấy, chỉnh lông thì về nguyên tắc thì trọng tài người ta vẫn quy vật lỗi, đấy là xỉa lông, đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng nhất là khi con chim mình chỉnh lông xong nó làm gì, đấu tốt hay là đấu yếu lại. Nhưng mà thông thường những con chim mà nó đã gãi rỉa thì nó có nhiều cái điểm đen. Nó có nhiều điểm đen. Thứ nhất là nó sẽ mất nhịp. Thứ hai là có thể nó trùng nhịp lại. Và cái thứ ba là nó nhiều ở cái lúc thời điểm nhạy cảm. Đúng không ạ? Thời điểm nhạy cảm. Thực tế là con chim mình nó không phải nó yếu, ví dụ như thế. Nhưng mà lúc mà thời điểm nhạy cảm, ví dụ như là gần tốt thì con chim nó gãi rỉa thì nó sẽ dây rất là nguy hiểm. Và cái cuộc dừng chân thì nó càng cao, nó tới 90%, trừ khi con chim mình quá bật ché. Nhưng mà thông thường những con chim mà sục sạo, đánh mạnh, chạy cầu tốt thì thông thường thì hầu như là không có nào ché được cả, đúng không? Mà nó hay nằm những con chim má lỡ, chim tơ lên thì nó sẽ rất dễ bật ché được. Đấy, nhưng mà vấn đề này thì xác suất để đi điếc không cao. Đây, quý thầy các bác. Thế nên là những vấn đề này con chim mà nếu như của bác con chim đánh 1 giờ mà quay qua cái rỉa, nhưng mà đấu rỉa xong đấu lại tốt thì bác có thể là nên tắm con chim đó hàng ngày. Thứ nhất là nên tắm hàng ngày.
Cái thứ hai là nên dùng nước tắm hỗ trợ cho nó, nên dùng nước tắm, và cá nhân em thì cũng thường xuyên dùng nước tắm Nhất Hoàng, và đây là một thương hiệu mà em rất là tin tưởng và thường xuyên hỗ trợ cho các chiến binh nhà em. Bác ếch nhựa Henry nhé. Trần Tùng, anh cho em hỏi chim em chơi giờ đầu tiên chơi đều, tầm 1 giờ về sau chơi mạnh, em sợ 1 giờ đầu chơi bình thường đi đâu bị loại quá. Không, không phải bác Trần Tùng. Những con chim đấy thì có nhiệt độ tốt và độ an toàn cao bác nhá. Vì thông thường những cái vòng ở mới đầu thì người ta loại những con chim mà đấu quá yếu. Đấu quá yếu, thường xuyên chôn cầu, thụ động. Đấy, thứ hai là tắm khô, tắm cống và đấu không đều. Đây là những vòng đầu tiên, cho nên những con chim của bác mà chơi đều thì cứ yên tâm bác ạ. Em là người điều hành, cho nên là các cái tiêu chí về cuộc thi em là người rất hiểu rõ và em có thể giúp đỡ bác trả lời câu hỏi này. Cho nên là những chim đó thì bác nên giữ để chơi, bác Trần Tùng nhá. Nên giữ để chơi. Cách nhận biết chim bị móc tắc bô đi bác. Những con chim bị móc bô ấy thì nó có hai ba cái nguyên nhân. Tại làm sao những con chim mà móc bô xỉa lông sâu ấy thì đó là những con chim mà yếu, thua nước và không còn cái việc gì làm, sinh ra xỉa lông móc bô. Còn những con chim mà đang trong quá trình chiến đấu mà nó sinh ra móc bô, sau đó đấu tiếp, thì đây là những chim mà thứ nhất là con chim nó đạt lửa ảo, thấy chưa, nó đạt lửa ảo. Thứ hai là con chim hệ tiêu hóa rất tốt và nó hay bị bón. Và cái thứ ba là trong quá trình các bác chăm sóc, các bác cho ăn đồ nóng quá nhiều, đâm ra con chim nó sẽ bị bức và nó hay móc bô ngang. Đấy, cho nên là những con chim mà các bác nuôi lửa căng rồi ấy thì nó cũng rất là nguy hiểm, tức là nó đánh nhiệt thì sinh ra chất dễ móc bô khi mà nó đánh về chiều sâu. Những con chim mà đã lửa căng thì trước khi các bác đi thi ấy thì các bác nên cho nó ăn ca, ăn thanh long hoặc ăn táo các bác nhé, thì nó sẽ ổn định hơn. Chim tắm chỗ bị gió là hay bị sinh gãi rỉa phải không anh Lập? Dạ không phải bác Hoàng Long Lê Văn ơi. Thứ nhất là thế này, con chim mà các bác tắm những nơi gió ấy, thì nó có rất nhiều cái nguy hiểm. Thứ nhất là con chim rất dễ bị ho, thấy chưa. Thứ hai nữa là nó bị sình lông. Và cái thứ ba nữa là nó thường xuyên ra dàn đấu ấy, nó thường xuyên đạp mặt và quẹt cầu quẹt mỏ. Đây là những cái vấn đề mà các bác không nên tắm chim ở những nơi gió lùa nhiều. Đấy, nhưng mà nguy hiểm nhất là nó thường xuyên hay bị trúng gió, rất là nguy hiểm quá nhá. Chào anh, cho em hỏi bổi xòe mềm mà đuôi hay rung rung là bị như nào ạ? Và bổi mã lỡ thì mấy mùa đi cà phê được, thay nhanh nhiều. Không, cái vấn đề mà những con chim mà đuôi rung rung này thì nó không liên quan gì cả. Đây là những cái tập tính của con chim, đặc biệt là con xòe mềm. Khi mà nó hot thì nếu đã nói là xòe mềm ấy, các bác phải phân biệt thế nào gọi là xòe mềm. Đúng không ạ? Các bác đừng có nhầm lẫn giữa con chim xòe mềm và những con chim đã bung xòe. Đấy. Xòe mềm là gì? Xòe mềm là khi con chim đứng tự nhiên hót. Ok chưa? Khi con chim đứng tự nhiên hót bình thường mà đuôi nó vẫn bung ra thì đấy mới gọi là xòe mềm. Còn những con chim mà lên dàn đấu mà mới bung đuôi, đấy, thì gọi là những con chim đấu bung xòe, chứ không phải là con chim xòe mềm. Bác Lê Đình Quyết nhá. Cho nên là bác phải phân biệt rõ ràng. Con chim bung xòe mềm tức là con chim đứng bình thường tự nhiên, hót bình thường tự nhiên trong lồng mà đuôi nó xòe ra, tức là khi nó hót là nó cựa đuôi ra thì mới gọi là xòe mềm. Còn khi đấu mà xòe thì người ta gọi là đấu bung xòe bác nhá. Còn con chim bổi mã lỡ thì mấy mùa được gặp được, thì cái này thì nó tùy thuộc vào tố chất của con chim. Thứ hai là tùy thuộc vào độ lửa con chim thì nó sẽ đấu được. Tùy mức độ mỗi con, không có con chim nào giống con chim nào cả, có con nhanh có con chậm. Thông thường mã lỡ thì rất là nhanh chơi, tầm 7-9 tháng là có thể cà phê được bác nhá. Ông nông dân quen, anh cho em hỏi biết cách nhận biết con chim đặt lửa để thi ạ. Mình vừa nói hồi nãy đấy bác, ông nông dân quen, mình vừa nói hồi nãy lúc đầu live stream ấy, tức là các bác để ý qua có nhiều con chim này qua thái độ, tức là nó sục sạo chim hót ché ở nhà đấy. Thế nhưng mà những con chim mà sục sạo hót ché ở nhà thì thông thường những con chim đấy thì đấu không bền, tại vì nó có lửa, nó sục sạo, nó làm tùm lum ở nhà thì ra già nó đã khó, rất là khó đi xa. Thế nhưng mà những con chim mà thông thường ở nhà mà nó cũng là biểu hiện nhưng mà nó chỉ giai đoạn nhất thời, đặc biệt là khi tắm lên ấy, là các bác để ý là nó sục sạo, nó hót ché có thể là có đấy, sau đấy là khi mà đứng trong lồng thì nó không hót nữa. Thế nhưng mà các bác để ý là qua cái bộ lông nó sẽ ôm sát người, bó sát lại. Thứ hai là bộ lông mặt nó cũng sát, nó sát lại, nó không có bị xù xì ra. Thứ hai là tiếp theo con chim đứng bao giờ nó cũng sẽ cánh gà tre. Và cái tiếp theo nữa là để ý qua cái họng nhá. Cái họng thì nó có hai màu. Các bác để ý nếu mà cũng là màu vàng, nhưng màu vàng nghệ, các bác nào mà làm sơn công nghiệp hoặc là đã hiểu về màu của sơn ấy thì các bác sẽ hình dung ra ngay. Tức là khi nó có màu vàng thì vẫn là màu vàng nghệ, có chứ nó có lửa nhưng mà nó chưa căng. Nhưng khi nó chuyển qua màu vàng chanh, tức là cái màu vàng mà nó trong lại, đấy thì nó đúng là con chim nó đặt lửa bác nhá.
chứ còn phân thì nó chỉ là một vấn đề. Có nhiều con chim mà nó đặt lửa nhưng phân nó vẫn bệt 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 bình thường, tại vì phân thì nó liên quan tới cám, cho nên các bác không đánh giá qua phân chính xác được. Bác chỉ cách sổ giun sán cho chim đi bác, sổ giun sán chả có gì là khó các bác ạ, các bác không có gì mà tốn tiền. Em thấy các bác sổ giun sán cho chim chẳng có gì mà tốn tiền cả. Đấy, thì thực tế thế này này, em nói thật với các bác chứ không có dễ gì mà con chim nó có giun sán. Đấy này, em nói thật, không dễ gì con chim có giun sán đâu. Chẳng qua thế này này, các bác kỹ tính thì cứ nghĩ là ăn cào cào rồi nó sẽ có cho gây ra giun sán, đúng không ạ? Nhưng mà với em ấy, với em thì em cũng là một người gọi là mình cũng không phải là một người bác sĩ về thú y, nhưng với kinh nghiệm của em thì em khẳng định rằng những con chim trào màu thì thông thường nó rất là ít sán, bởi vì nó là dòng ăn trái cây. Và chẳng qua rằng là sao, chẳng qua là mình cho ăn cầu cào thì đó là cái suy luận tự nhiên là trong cầu cào, từ vì đó là con cầu cào bao giờ nó hay có sán, nên là bản thân anh em cho ăn, cho chim ăn ấy thì cũng phải nhận biết. Thế thì các bác đừng có quan trọng về vấn đề sủi giun nhiều, không nên quan trọng về vấn đề nó nhiều. Nếu như các bác nuôi con chim khoảng 2-3 năm thì các bác nên sổ cho nó. Nhưng mà các bác sổ thì cũng không cần phải là đi tốn kém mà đi mua đâu xa. Các bác cứ ra tiệm thuốc Tây ấy, các bác mua cái viên Fukaka của trẻ em ấy, 25.000 một viên của Thái Lan ấy. Sau đó các bác về các bác bổ lầm tư ra, lấy một phần, sau đó lại đập nát ra rắc lên chuối cho nó ăn. Khoảng nửa ngày là xong các bác nhé. Và trong quá trình các bác cho ăn ấy, thì các bác lấy cám, lấy trái cây, lấy cầu cào ra. Chỉ có cho ăn các bác lấy cái viên Fukaka đấy, các bác đập nát ra bôi lên chuối chim ăn nhá, là ok rồi. Không cần cái gì phải công phu, phải phức tạp cả các bác nhá. Không cần phải mua thuốc ở đâu xa xôi. Dạ, những con chim mà lâu lâu tới ho, đó là những con chim ho mãn tính, bác Đoàn VP nhá. Những con ho mãn tính. Thế thì những con chim đây thì thông thường thì nó khó căng lửa, nó có căng lửa. Và để mà nó đạt được đỉnh lửa thì hầu như không được. Bác ạ. Tất nhiên là có những con chim mà cơ địa nó tốt, bộ khung hình nó đạt thì các bác vẫn có thể chơi được, nhưng mà nó không đi sâu được. Đặc biệt là nó thường xuyên rũ lông, với lại nó quẹt đầu quẹt mỏ khi về xưa về sau bác nhá. Cho nên những con chim này thì bác nên dùng thuốc hoa cho nó để hỗ trợ cho nó, thì cũng có con hết được, cũng có con không. Tại vì những con chim hoa mãn tính thì rất là khó điều trị, nhưng mà nếu mà hút uống thuốc hoa bên em ấy thì các bác phải để ý là con chim uống thuốc hoa vào nó phải đi được phân nước thì nó mới điều trị được và nó hết được. Còn nếu mà nó đi phân khô thì nó không hợp thuốc và nó tự đào thải ra ngoài thì hỗ được bác nhá.